Nhà đất Minh Tiến Tiền Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì đây là một căn nhà cấp 3, hẻm hai mặt tiền luôn nha anh chị ơi, thuộc khu phố 10, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thì đây là căn nhà của mình anh chị, có hai mặt tiền hẻm luôn. Và nhà của mình là có chủ quyền nhà cấp 3, sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng luôn nha anh chị ơi. Hướng này mình đi là 100m là mình ra ngay chỗ lẩu ếch Đông Đô nè. Mình đi là 200m là mình ra đường lộ nhựa là đường Đoàn Thị Nghiệp nha anh chị, nằm ngay ở thành phố Mỹ Tho luôn nha anh chị. Xung quanh đây là dân cư, nhà cửa là san sát nhau hết luôn nha anh chị ơi. Nhà của mình có diện tích á, là ngang là 4m, chiều dài là 17m, tổng diện tích đất á, là 68m², đất ở tại đô thị. Còn chủ quyền nhà cấp 3, tổng diện tích sàn là 114,6m² nha anh chị. Sổ hồng riêng hướng là hướng Đông Nam luôn. Thì đây là căn phòng khách của mình nè anh chị. Nhà của mình á, là sẽ có là một trệt một lầu nè. Nhà mình là nhà mới 90% luôn nha anh chị. Một phòng khách nè, hai phòng ngủ, một phòng thờ, một ban công, một cái sân để xe máy phía trước nha anh chị. Hai nhà tắm toilet nha. Và từ nhà của mình á, mà mình ra ngay chỗ quốc lộ 60 là 1,4 km, ra siêu thị Bixigo là 2 km nha anh chị, ra siêu thị Cóp Mắc thành phố Mỹ Tho là 1,3 km thôi. Giá của căn nhà này là 2 tỷ đồng nha anh chị ơi. Giá này mình sẽ được thương lượng trực tiếp chính chủ luôn nha. Nhà thì chủ đang ở luôn nè anh chị, tại vì chủ mới mua một căn nhà mới á, ngay nội thành phố, cho nên là muốn bán lại căn nhà này cho mình nha anh chị. Nhà này thì được xây dựng tầm khoảng 2 năm nha anh chị, nhưng mà nội thất còn rất là tốt luôn nha. Đó, phía đằng sau là có một cái cửa thoát hiểm nha anh chị. Cái cửa này là thông qua cái hẻm bên hông nhà mình nha anh chị. Đó, dán gạch là đều rất là đẹp nha anh chị ơi, và rất là rộng nữa nha anh chị. Đây là cái phòng ngủ ở dưới đất của mình nha anh chị. Và đây là cái phòng gian bếp của mình, cũng như là cái phần mà sinh hoạt chung của gia đình. Thì em mời anh chị mình lên lầu để mình xem cái thiết kế trên lầu nha. Thì trên lầu này cũng có một phòng ngủ và một phòng thờ nha anh chị. Còn nếu anh chị có thể mình thiết kế thành hai phòng ngủ trên này luôn cũng được. Đây thì cái bên này anh chị là cái phòng thờ, nhưng mà bây giờ chủ thì sử dụng làm một cái đồ phòng để đồ nha. Thì gia đình cũng ít thành viên á, nhưng mà cái phòng này cũng rất là rộng. Đây là cái ban công mình nhìn ra nè anh chị. Đây là cảnh quan ở trên lầu mình nhìn xuống ha. Thì đây là nội ô thành phố Mỹ Tho nha anh chị, thuộc khu phố 10, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nha. Dân cư rất là đông đúc luôn. Nơi đây thì nó gần chợ, trường học đều rất là gần, tại vì nó nằm ngay nội ô thành phố nha anh chị. Đi siêu thị Cấp Mát hay là đi siêu thị Bixi cũng rất là gần luôn. Ngoài ra ở đây là mình còn trống một cái khoảng không gian rất là rộng luôn nè anh chị, mình thay để đồ nha. Nói chung nhà mình rộng với dài lắm anh chị. Đây là bên hông của nhà mình nè anh chị. Hàng xóm bên hông ha, thì có cái đường hẻm bên này, cho nên mình mở cửa sổ cũng rất là thông thoáng. Còn đây là cái phòng ngủ thứ hai của mình nha anh chị. Dạ, anh chị nhìn thấy cái nhà này cũng còn rất là mới nha, mới có 2 năm thôi nha anh chị, nhưng mà cái chất lượng thì cũng rất là ok. Thì đây là nhà tắm toilet thứ hai của mình trên này. Nhà mình là hướng Đông Nam, pháp lý rõ ràng, sổ hồng riêng luôn, ra đường Đoàn Thị Nghiệp có 200m thôi nha anh chị ơi. Và giá là 2 tỷ đồng nha.